Hey yo, what's up anh em? Ok anh em, hôm nay chúng ta gọi là mở mấy cái chiều và đổ đen giùm hai anh em nha anh em. Thằng em Hà Tấn Anh với Bùi Hiếu nha. Bùi Hiếu gì đó. Ok, và mở bao quà cập nhật bên FIFA Nhật nha anh em. Ok. Ok, trước khi vào clip chúng ta dạo sương sương mùa mới nha anh em. Mùa không có mini fay nhiều lắm mấy cái mùa này, nghi là gì đấy anh em. Sao nó có mini fay tại bên Hà Lan đang cắt thì không có mini fay nhờ. Ok, không quan tâm về vấn đề đó, chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính, chúng ta là bảo bắt anh em. Mình không có liên quan mấy cái gọi là giới thiệu cầu thủ đó. mình không có gì đó chuyên môn em à. Cuộc sống không có chuyên môn nên chúng ta nên phá quê mà bắt anh em. Bỏ mấy cái vấn đề để quay một bên đi. Cuộc sống này mày hãy làm những gì mà mày cảm thấy mày giỏi nhất mày hãy làm. Mày đừng có vì người khác mà thay đổi bản thân mày. Hãy giàu sau đó chứ người anh em yêu ơi nha. Anh em có nhu cầu nào về mà mở bắt phá về đồ cái bê mình nha, anh em lên clip rồi đó. Mình luôn sau đó anh em hết mình nha. Ok. Sau đó anh em, mình sau đó cho tất cả mọi người trên kênh nha anh em. Cảm ơn những người anh em. Ok, cảm ơn anh em quá nhiều. Bây giờ mình chuẩn bị đi luôn rồi nè. Ba cái chè đi luôn, trời ơi, cuộc đời tôi sợ ra gói 120 cái lụm lúa luôn á. Đợi mình. Ấy dầu, tết đợt này nhắm mày chị nha. Ok, đi luôn. Thực được cái tình luôn đó. Quá nó đen luôn đó mà. Ok, cho anh tới chiều chúng ta tép. Đi về đảo nữa, toàn sẽ có boss anh em nhờ. Đợi đen quá, gói xanh đi. Da nhẹ cái gói xanh lá là lụm nữa. Tập. Rồi, đỡ bằng xương. Cứ tư thế, cứ như thế và như thế thôi. Ok, có lỗi anh em ơi. Hôm anh cái con ý ý sư bê. Đi rồi, sống này đi nữa. Sống này cứ như thế thôi anh em. Cứ thế rồi, cứ vậy rồi và đi thôi. Ấy giờ cái này kia mình quên nhận cái chìa nữa anh em ơi. Cái nó cập nhật cái nó mất mệt, cái sao chịu mình nữa. Mình hơi bị đen nè. Sống quá đen luôn. Tiếp anh em ơi. Lụm 300 triệu ok cũng được. Cứ đợi mà anh. Lụm anh em ơi. Có lỡ không? Trời ơi đen vãi hồ luôn anh em ơi. Mà ôi lửa luôn. 150 chìa tiếp. Làm nổ 1000 chìa anh em ha. Sướng nữa anh em ha. Ủa chưa được cái chìa cuối anh em. Sắp tới chìa cuối gì đó. Lụm gì đây. Trời ơi 30 rồi 30 luôn. Đùi quá đùi luôn. Rồi hết luôn rồi. Đợi mà. Tiếp nên em ơi, có những lần mình nói cảm thấy là thật là rối anh em à. Thật là gì mình định nói gì anh em quên luôn rồi. Cái não mình nó chưa kịp lốt mà mình lo nói nên mình hơi bị quên anh em à. Có chịu. Ok lỗ luôn anh em đợi. Tiếp nữa anh em ơi, về đây có lửa không? Có lửa nha anh em. One Cup và Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha nó cho qua ta này mà họp bằng thế chứ lì. Sư mờ đi rồi. Đời cứ chỉ có thế thôi. Quá buồn luôn. Sao đó nhờ. 240 chìa nè, được cái chìa cuối đó nha anh em. Đừng ok, chìa cuối này hy vọng là tôi giữ em ơi, có xanh lá nha. Rõ là được mới lúa này mày. Ôi dao nhích thêm miếng cũng được cái gì, dừng lại cái 12 cục làm cái gì. Phải không? Không dừng lại được nên nó phải nhảy qua cái gô đó nó chịu. Đúng đời luôn em ơi. Nhắm mắt pha này luôn đi chứ bỏ gì pha này đen này da phôi với đâu mà. Ừ. Cộng 6 rồi, lấy lại tất cả rồi. Quá hay luôn. Cộng 2 luôn, không được cộng 3 nữa. Đợi lần xưa. Lộn gì đây. Có lửa nha. UCL Pháp. Bỉ rồi cho ca. Bỉ rồi ca. Bỉ rồi ca. Quái ồ. Có free của tội. Húp luôn. Tỷ luôn. Đã nè em ơi, lần đầu tiên trong đời mà có free được độ vậy. Ừ, hả mình có mở có free độ được bắt khăm sướng mấy tỷ, 6 tỷ vậy. Ủa cái này chỉ là một phần nhỏ nhỏ đây, vẫn húp nha nam. Vãi, gia đình của tổ sướng đó nhờ. Húp anh em ơi, lụm anh em ơi. Trời ơi, được cái chìa cuối nữa. Ừ, mình mua được. Mình mua được cái chìa cuối còn 200 chìa, 200 đất bê. Ok, trời hợp quá đi. Giữ tay. Nó vô cái khung này nè. Hai. Gói xanh đi, gói xanh đi. Thôi 300 không chịu nha, không chịu dừng lại nghiệp phải nhích cho miếng nữa. Đợi mình xu. Lụm anh em ơi. Cái gì đây? Trời ơi, lỏ luôn chứ gì. Trong rưỡi à. Ui không được gì da hồn nữa mà. Trời ơi.
không biết nói gì luôn em ơi, hết lời đi em ơi. Thật sự là quá đen nữa, không mới nổ nè, mới nổ chưa đen. Ôi cái gối lõ nó cũng chui hầm nữa. Trời đi rồi. Nhìn hình như mình mở ra mấy cái cờ làm nhớ rồi đó, mở ra anh 7 chú anh chụp 18 nè. Sự. Trời 12 cục, quá buồn, đợi mình chui. Lụm và lụm anh em ơi. Gì đây? Có hầm rồi. Naui đi. Ý hôm nay lạ hả? CB này ý. Lót anh ta lét đi. 15 cũng được. Cũng được anh em, cũng được. Mình nhớ đó, khứa này già, mới già là mắc lắm anh em. Mở ra mình mừng nó xịt. Thật sự rồi đó anh em, mà đó BTB hiếm mà. Mấy cầu thủ đó nó dẻ, nó mắc chứ. Giờ quá dẻ nè. Nó bị ao quá anh em, dẻ quá. Ok, có lỗ chưa hầm luôn. Vậy đây. Rồi ai gặp xíu. Hết tê. Có new file, có mini file thì chắc rồi đó. Đạp xuống thì có mini file là ổn áp. Nhà quắc chứ đâu mà nhìn là biết. Tui luôn đi. Câu chi đi mày. Cũng lỏ nè, cứ lỏ nè. Ok anh chịu. Anh chịu còn ngon, để này siêu boss lép quê nè. Đợi nè. Trời téo nè em ơi. Vậy đây. Trời ơi lỏ luôn chứ gì. Không được cái hầm cho mình vui nữa. Cho mình cảm xúc xíu anh em. Mà có hết cảm xúc luôn. Không hầm giáo mà, hầm lỏ không mà. Đi luôn, cứ thế mà. Cứ thế luôn, cứ thế luôn. Ok, qua kèo chính em ơi, đợi bạn. Ok, nữa nha anh em, tiếp tục tranh lại nha anh em. Và nick của thằng em Hòa Tướng Anh nha anh em, sau đó cho anh em Tướng Anh. Ok, và đã đổ đen của SHL rồi cho 21 tiếp. Cụ này đã giúp mình gọi là nổ ra Napoli là đúp đây. Và liệu cụ sẽ nổ được cho anh em nữa hay không đây thì chúng ta phải đón chờ pha tiếp theo này. Cái ấn của mình sẽ đưa anh em ra đảo hay là về bờ lụm, không cần dò vô câu chuyện. Cuộc sống này luôn là những thứ được biên. Ok lụm luôn em, màu nhẹ thôi, nói nhẹ nhèo. Ê hầm luôn, hầm mới cần có ngon. Ba Lan, Ba Lan ít thời, Ba Lan hello ai ai người này không đó nhầm là nó chỉ có một tiện thôi. 1.4 tỷ. Sao bờ luôn còn chơi gì nữa. Chua còn thua JTB nữa. Gì game. Có hầm vui đó. Nhưng mà giá kìa. Có giá đi. Ủi nói rồi chứ hầm tết nó lụm nổi em ơi. Hầm này chú đi. Tự nhiên con 5 tỷ đó ra được con 1.4 tỷ. Lòi quá trời lòi luôn em ơi. Đi sao bờ em ơi. Giờ bán nó chưa được gì em. Tướng Anh ơi. Đòi biệp của Tướng Anh. Đi xuống biệp à. Ok, đảo nết quá buồn em luôn. Ok, tiếp nữa nha anh em. Và nít của thằng em Bùi Hiếu nha. Hà Tướng Anh em xin lỗi. Thật là sự là game nó biệp quá anh em ơi. Vãi hồ luôn. Chui hầm, hầm icon. Tỷ lệ đi chúng ta gọi là 5% rồi. Gì 8% rồi. Giờ hầm tốt nó lụm nổi em ơi. Thực sự luôn 5 tỷ đô lên tỷ tư. Rồi, ok, anh em Bùi Hiếu hy vọng làm được cái là trả thôi, trả trực lỗi cho anh em vô xem pha này đó. Ok, tiếp tục là cụ này tiếp. Điều cụ này có thể làm quá chui nữa hay không đây, nãy làm quá mồng nhiều đúng không anh em? Đúng quá mồng nhiều tâm linh vãi. Ok, mồng nhiều tiếp. Lửa thì quái ò luôn á. Hết hồn 4 tỷ 5 ok cũng được, đợi mà. Tiếp tục nữa anh em ơi, đang xả cụ này khá nhiều nha anh em. Cụ một cụ MU nè. Lụm tiếp anh em ơi. Độ nửa cái nữa đi cụ ơi, hạt là da nhiều TV xíu. Lộn nữa anh em ơi, sống thì cứ lộn hoài ngộ chứ. Mình hay bị lú vấn đề này nữa, lộn hoài luôn á. Ok. Dòng do đâu có gì dứt luôn đi. Một nhịp tiếp. Mình thiệt nhịp nhịp làm biến anh em à. Thật sự luôn chờ đợi mình mệt mỏi thêm. Không có gì, có hầm ở 4 cái rưỡi nữa, đợi mình tiếp. Tiếp nên anh em ơi, thật sự mua được cụ nào khá mừng nha anh em. Giá khá rẻ 46 à. Ok tiếp thôi. Hit cuối nha anh em, hit cuối quá này luôn nha anh em. Quá được luôn nha anh em, chơi lần 3 hit quá này là hơi bị ghê đó. Hit cuối luôn là cái kết đẹp nha anh em. Kết cuối đây. Hãy cho mình cái kết đẹp đi Nison. Mong chờ Nison pha này luôn đó. Trời ơi, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận và hãy cảm nhận nó. Hãy nhắm mắt lại và tận hưởng hương vị cuộc sống này đi. Chuẩn bị nha anh em. Lụm, lửa lắm, lửa lửa. Trời ơi, 6 tỷ. Lời ơi nha anh em. Ok lời lời. Vãi ok đậm tiếp. Thằng em Bùi Hiếu nó kêu mình phá hết TV nha anh em. Ok cảm ơn em nha, sau đây anh em Bùi Hiếu đi. Nó kêu phá hết luôn.
Phá thì phá nha anh em. Lượm tiếp 6 tỷ L nhưng mà vẫn chưa tiếp nha anh em. Dừng lại thất bại, ông bà đã có câu như thế rồi. Và chúng ta phải ra cái đường hầm nữa đi em, đường hầm đi. Tỷ 5 lỗ nặng nhưng mà vẫn siêu, đại mang siêu. Lượm lên em ơi. Lỡ đi. Thật sự là bây giờ mình không muốn đi ăn tỷ 5 em ơi. Đi coi. Ủa tỷ 5 là giả bèo nhất luôn hả? Ok, nếu bây giờ tại vì đừng ra tỷ 5 nha game. Đừng ra tỷ 5. Một nhịp. Ok, đừng ra tỷ 5, đừng ra tỷ 5, đừng ra. Cứ ra tỷ 5 là sao ta? Đã bên xu. Thật sự là ra tỷ 5 xác định gì xác định đi anh em ạ. Ngôn từ mới kiểm soát à, anh em rối loạn ngôn ngữ luôn rồi. Quá thật luôn anh em, đường theo tỷ 5 nó tu. Cái này ra tỷ 2 đã bên xu. Ok anh em càng chơi càng tuột nha anh em. Giờ tuột xuống gói 118 này. Chúng ta đang trở về với cội nguồn. Trở về nơi bắt đầu đấy. Hỏi hầm, tốt. Trời ơi cần tiếp. Hết hen. Cam. Tu max. Đi vào. Quá nghe luôn. Cuộc sống gia min vậy thôi. Đơn giản em ơi. Quá đời luôn em à. Làm nhẹ gôn luôn đi. Chứ giờ hết tivi rồi, em chưa phá hết mà. Ok, các anh bế các anh đi luôn nha. Ok, lộm. Xong hết này qua nhập chơi tiếp em ơi. Nếu còn tivi không. Ok, 400 là 80 triệu đúng không. Ok, đợi mình tiếp. Thằng em kêu phải phá sạch hết tivi, không còn một đồng anh em à. Nên phải lộm hết luôn anh em. Mua con này bây giờ nó ra tivi thì phải kiếm mấy con mấy trăm triệu phải mua chứ có anh luôn. Xả cho sạch tivi. Còn nhiêu, đường tỷ. Ok, đợi mình tiếp. Lộm tiếp em ơi. 17 luôn nha anh. Hôm nay không chơi có 17 nè mà. Thử nhân phẩm của này như thế nào. Vẫn đen như cực thường đại bàn su. Lộm thế này. 13. Ok đại mình mua tiếp su. Thật sự là có lỏ. Thật sự anh em ơi. Nói chung là anh này phá hết TV hết nổi rồi. Giờ phá anh này hết cuối. Đi qua phụ gia nhược vào chơi xíu nữa anh em ơi. Vì xong 3 anh em. Ok anh em phá TV cả đó hết nổi. 450 tiếp. Ok ba đại mình tiếp nha anh em. Su. Ok anh em, sau những khoảng thời gian đi giữa mặt cho tỉnh táo tinh thần thì cũng đã quay trở lại nha anh em. Chơi thôi anh em ơi. Có hầm không? Ok có hầm anh em ơi. Anh cúp à, bồ. Sao mình cứ nhắc bồ của nó ra qua ta anh em mà đòi vãi luôn anh em. Cứ như thế thôi, cục bốn. Không có tiền. Ui xe lò dữ hả? Sao chụp chì à, chụp chì xanh. Được cũ xe ép cái đó là cũ này cho free đâu quán. Ôi có gì đi. Có dắt lít được 300 củ được, ok cũng được anh em. Ok quá chị đây. Chị lỏ anh em à, chị vàng, vàng nó ngon. Bữa ok. Chị xanh này đi. Má lỏ anh em ơi, còn khô anh em ơi. Ok đợi mình. Ok nữa anh em ơi, dứt tiếp đây. Gối này chui hầm này lỏ không chui lỏ. Ôi không chui nè. Ôi được con 4. Ok đợi okay, tiếp. Lụm tiếp anh em ơi, có lớn không? Có lửa nha anh em. Quên cấp tiếp, còn ngon. Mỹ giờ bê Mỹ như nào vậy. Đi nữa. Đây cũng 5 luôn nè anh em. Không nhiều tiền. Cũng 5 đây không nhiều nhiêu tiền đâu anh em ơi. Được phước là bê 392 triệu. Tiếp nữa anh em ơi, bên Nhật có cái cơ chế mới nè mà. Có cái gối cũng hay lắm anh em. Không biết có nó ngon không anh em à. Free anh em, quá đã anh em ơi. 50 đến 500 triệu, có 114, 122 được phết chứ bộ. Có lửa hay không đây thì chúng ta đón chờ nha anh em. Có lửa là đẹp luôn. Lửa hay không? Ủa có lửa luôn. Hồ quên cướp Canada. Ủa cái nó đi rồi. Cứ cho mời Canada quá hồi ra lửa luôn. 15 luôn này. Nó nhờ vậy tính ra mình hên lắm anh em. Tính ra mình hên. Ủa gói này ngon nha. Đu free rất ngon anh em. Lát qua mấy nít kia của mình mở được thế nha. Đồ phi ba nhựa cho mấy cái hay thế nha ha anh em. Đúng cái sự luôn đó, đúng là đồ free rồi. Ok vậy đây, win cup cứ win cup thôi. Well nhưng hoài vậy đi rồi đớp well béo yêu giải nghệ vậy đấy ra ba luôn. 60 kỳ xanh lỏ thôi. Ui có khứa gà cam mà u anh em. Đậm tiếp anh em ơi, quay cái chuyện xương á, chúng là đi tham khảo cái gì hay ho thêm anh em ơi. Thấy cái đi chơi này. Ôi phôi gối thật quý chị à. Cái chị xanh này lỏ quá. Ok đậm anh xu. Ôi mình đường 115 á, chị vàng nào ta. Không biết luôn em à. Ok mở luôn anh em ơi. Sướng vậy ta. Gối lộm
Ok, cho 417 anh em ơi. Lượm lại, có hầm hay không nè, có hầm đi. Đâu anh? Lượm nữa anh em ơi, kia đây, nổ đi, nổ. Nổ nha anh em. Hầm mấy con. Đức, sư B. Đức Cam. Hello. Lỗ hoài đó, đợi mình tiếp. Gói này chắc cũng có hầm hay gì anh em ơi. Mình nghĩ vậy à. Ok, gói này chắc cũng có hầm này, hầm mà thích canh phương, no win. Bộ đi. Cái hầm không có nặng, không chỉ có đi đứt nè. Cái lưng Hà Lan, Campuchia nè. Kim Minh Di nữa. Đụm nổi đây. Ok, đợi mình xuống.